lẻ, đếm tiền lẻ. 1, 5, 10, 10 rưỡi. Bỏ đi anh, cảm ơn nha. Còn ta sẽ tiến hành đập hộp. Bóc tem em nó. Nè, come on, đây. Bố con tôi sẽ đập hộp chiếc gimbal. Gọi là cái chống rung dành cho điện thoại, dành cho smartphone. Đó là Jinju Smartphone. Em ôm lên, em ôm lên. Đấy, Jinju Smartphone, ok. Đúng là mang thương hiệu Jinju nha anh em. Là mình mua ở Kinki. Tí nữa mình sẽ để link ở bên dưới để các bạn có thể ghé vào đấy mình tham khảo giá. Wow. Nghe nghe mùi. Nghe mùi thơm. Nghe mùi coi. Thật đó, mùi thơm thơm ấy. Đây. Thơm không? Thơm. Nghe mùi thơm. Vừa búa cái này nè. Mày không ngờ là nó to như vậy luôn á. Wow. Nô. Tét liền. Cái này đi ra sạc. Ok, sau khi mình đã bóc hộp được cái chiếc Jinju Smart 4. Đó. Mình theo cảm nhận của mình là mình ban đầu mình mình nhìn xem ảnh trên mạng mình cũng nghĩ là nó bé, rất là bé, nhưng mà bây giờ mình cầm đến là mình cảm giác nó rất là chắc chắn, cảm giác rất là cứng, không không bị xê dịch hoặc là không bị nói chung là mình ok, cả tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ test thử thiết kế điện thoại của mình. Mình sẽ xem anh này, anh hướng dẫn sử dụng cái gimbal Jinju Smart 4. Rồi, cái này được rồi, ok, mình biết rồi. Anh nét hộ em cả. Được rồi. Cả mọi người cầm gimbal này đó là nút nhiều vãi cả đái nè. Đúng rồi, nút nhiều nhưng mà tôi không biết sử dụng, anh hướng dẫn giùm tôi cái. Cái chức năng mà mình hay sử dụng. Ok, và sau khi mình đã cài cái app dành cho cái gimbal này nha anh em. Gimbal. Đấy, và mình sẽ test. Bật nút một lên. Ok. Đèn tết đèn đã lên. Đó. Thế này còn lại chỉ nào luôn. Nó không to này. Thì sau khi mình đã gắn được và mình trải nghiệm thì cảm thấy cái chiếc gimbal này rất là ok. Gimbal. Các bạn có thể thấy là mình chưa thành cho lắm nhưng mà mình cảm thấy là nó rất là tuyệt vời. Yeah. Các bạn có thể vào link ở bên dưới và tôi cũng là trang Kinki để xem chi tiết về sản phẩm. Mình sẽ để bên dưới. Nếu được thì các bạn nào vào đó đầu tư cho mình một cái rất là rẻ luôn, giá bây giờ là quá rẻ luôn. Trước là 3.1-3.2 mà bây giờ còn khoảng 1.900.000 và sẽ có người giao hàng đến tận nhà và các bạn kiểm tra hàng để thanh toán thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Có clip mình sẽ sử dụng chiếc
gimbal này để quay.